Quan ơi, sao thì cho em tiếng rịp để em ra sắm tạ khai quang đòa nào. Đây con cháu cùng ra ngoài đi chuẩn bị đi. Đúng. Thế nào con cháu ở cụ thì đông mà thế nào cứ rối rít thế này. Ôi giời, ôi đạo quan ơi, con cháu bắt nạt lão đây này. Thế để em ra nhé, ông làm sao đây? Sửa xiêm mi à? Ôi giời. Thôi được rồi, để em ra đây. Chết hình như hôm nay mưa thì phải. Em ra nhá. Ây thanh thanh một bên một chèo, mà một chèo một đi lại ngày hữu duyên. Em ra đây này, ấy thanh thanh một bên một chèo, một đi chèo một đi na. Bên sông trơn quá, cổ bóng ơi, cổ bóng ơi, thế đi này cảnh đi nào, đi mà nãy xin treo trả cho cụ hữu đi, cụ đi ba sáu cảnh này đèn đi chùa ấy. Mà hôm nay đưa cụ đi thăm các cảnh đèn chùa để cho cụ được tiêu sinh tịnh độ các đạo quan ơi. Dọc y cho chỉ đòa ngang, bạn ai xin chào cho quan 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 đòa dòng cụ đi khắp chốn khắp nơi, hồn thiêng bộ hay độ cho cháu con hiền vinh đời. Ây à, các đạo quan ơi, em vác được cái mái chèo ra đây rồi. Thì ôm, làm sao trên đầu không chở đòa mà thấy mỏi quá. Ôi giời ơi, thế con cháu cứ ngồi xuống cho đỡ mệt. Chết, cứ ngồi xuống. Ngồi xuống cho các bà đằng sau còn biết não là ai chứ. Em ra đây có lời chào bà con cô bác. Bà con cô bác chào não. Chào ông nái. Chào ông nái. Có ai đi đòa với cụ Vong không? Không, có con cháu thôi với ông nái thôi. Ông Hữu hỏi theo em làm gì đấy? Ông cứ ngồi đấy cho đỡ mệt. Thế không ai đi à? Không, có con cháu với ông nái chào cụ thôi. Mấy bác thợ kèn có ai đi cùng em không? Không ai đi rồi. Em về với bà. Không đi à? Ơi, ông ơi, theo em làm gì đây? Ôi, chết. Quỳ ngoài chân. Em ra đây có phải xưng danh không ông? Ông nội ơi. Có chứ. Có. Không xưng danh thì ai biết ông là ai? Không xưng danh thì cả cái xóm này, cả tổ dân phố này chả biết em là anh hùng ơi. Đấy, em nhìn thấy anh hùng rồi. Đấy rồi. Anh như tôi đây. Tôi đây làm sao? Bà con trong xóm ngoài làng. Ngoài làng. Ây à, vẫn gọi ông chở đò ngang. Chở đò ngang. Mà em ra đây
Đấy, em ra đây từ nãy giờ chả thấy ai báo gì em câu nào. Ông ơi cứ ngồi đây cho đỡ mệt. Hôm vừa chiều kêu mỏi lắm mà thế nào. Nào tay cầm cái gì đấy? Tiền à? Tiền thì cho em đi. Giữ làm gì? Tí ra cổng đánh rơi lại bảo biết thế không báo. Anh như tôi đây bà con trong xóm ngoài làng, ngoài làng. Vẫn gọi ông chở đoàn ngang. Ông chở đoàn ngang ngày ngày xa. Ê làm bạn với dòng sông bến nước. Bến nước. Ê nghề của em là khối người ước ao đấy. Nghề sông nước thì ai ước ao. Ê được ông bắt đầu năm tàu và ký tên mà. Ngoáy dấu. Đóng dấu sao để ngoáy dấu. À đây là đóng dấu à bà Trầm ơi. Bà Quế ơi. Đây là đóng dấu à. Đóng dấu. Em ra đây làm nhà mãi cũng chẳng tiện. Đòi em là có giá đấy. Giá là bao nhiêu? Cứ như cụ Hữu đây là phải 5 quan. Đòi nhà Phật chỉ có 1 quan 2 thôi chứ nào. Nên đòi nhà Phật có quan 2 là anh quay phim ơi. Phải rồi. Thế là em nói sai có người đòi em lên giá. Phải rồi. Mà em nói 5 quan nhà con cháu cầm phinh phích cả đây. Nhưng mà có cho em đồng nào đâu. Con cháu vào cụ một lần rồi nên biết. Đúng. Ai thôi được rồi. Em ra đây nảm nhà mãi cũng chẳng tiện. Ôi trời ơi em nghĩ rồi. Ôi trời ơi. Kéo. Thì đòa một quan hai em cũng chở. Em ra đây mà chả để ai bảo gì em câu nào. Ê con cháu bà Quế, con cháu bà Nhung. Đấy con cháu ông Hiệu đâu hết rồi. Con cháu bà Quế đấy à. Các đạo quan ơi. Sao thế? Có thấy em tâm của đạo quan não ở đâu không? Lún núi như là sau não thì phải. Chết. Tâm ơi. Hôm chiều bảo rằng không uống mà cứ vãnh thật nực. Cứ bảo rằng không uống nhưng mà cứ uống đi. Đấy cháu gái đây này. Đây rồi. Ôm thả cái đồng nào nó không ngâm nước ấy. Ngày xưa em chèo đò cho cụ bà, thấy con cháu thấy mạnh lắm. Đợt này cụ ông nên là biết hết rồi. Thôi được rồi, thế cháu Phú ra đánh, không thì cháu Nam đứng dậy đánh đồng cái đò ra đây, nhanh lên. Tí nữa được bao nhiêu chia làm đôi nha. Chia làm đôi. Ông nữa, mày nữa nha. Đấy. Bề cái nệ đấy, cháu Phu bề xuống. Đấy. Cứ sắm sửa hân hoài vào. Cụ các phù hộ cho. Ôm để thế nào mà đã ai bảo để cụ đâu xuống đâu mà sao cứ huỳnh huỵch xuống đây. Cháu dâu của cụ đấy. Đấy. Cháu dâu ai cũng như cháu Phú thế này. Đòi em lên bến từ chập tối rồi. Thế nào đây. Cái này nó nhiều rồi thì thả ra đến chỗ còn sau còn thả. Cất vào trong chỗ đạo quan kia. Chứ để ra đây rồi chặt thì lấy chỗ đâu mà thả đò. Đấy. Được rồi. Đấy. Ít ra là cũng như cháu Nam thế này chứ ông nợ gì ấy. Không báo ông đâu. Đây nè. Em bảo các con cháu trẻ đằng sau. Quá chứ. Thôi lấy rượu đủ rồi, cất đi còn lấy chỗ mà còn trả tiền. Đây. Để vào đây đằng nào sao cũng vãi cho cụ. Này cất đi. Đòa thì chật. Đòa đang thế nào ọp ẹp thế.
Ngoài này kiếm nó ngầm ngặt đây, bà Quế đây rồi. Đấy, em gái út đây. Đấy, thế là ông Trầm còn về rồi đấy. Nếu ông Trầm về này, ông Trầm mà ở đây nữa thì nào, thế cứ lần lượt đi. Tầm này thả cái đồng nó ngấm nước cũng được. Không cần phải không ngấm nước đâu. Đấy, đấy, chị con dâu út đây. Ờ, ngấm cũng được, tầm này em lấy hết. Đây, đấy, con cháu của bà, ông Trầm đấy. Đấy, đấy, thôi được rồi. Thế trong lúc em khấn khứa thì con cháu của cụ cứ thoải mái vào nha. Thế nào ra ngồi sóng xoài như ăn cỗ kia này. Em từ nãy em có dám ngồi em quỳ suốt đây. Đấy. Anh Hùng ơi, có bảo gì không? Không bảo gì. Thôi được rồi, để khấn khứa đồ à. Đấy, sắp khuya đến nơi rồi đây này. Cứ ở nám nhám mãi chẳng tiện. Bà Hương ơi, thế mọi người quỳ lên chứ. Ông ơi, đây rồi. Đấy, anh Hùng gọi mãi được con Ngan nằm đây. Con Ngan nằm. Đây, cháu Tuấn đây. À, cháu Tuấn đây. Đấy, được 12.000, à 14.000. Đấy, hơn một tá. Thôi được rồi. Hương thì cũng đã thắp, nến thì cũng đã cháy. Thế tiền thì con cháu cũng mạnh dạn thả đồng chẵn đồng nẻ có cả rồi. Thế để não khấn khứa cái đỏ xem nó ra làm sao nhé. Ừ. Nào, ông quỳ được thì quỳ, không ông cứ ngồi xuống nhá. Cốt là cái thành tâm. Nào, nghe em dặn đây. Em mà vái một thì con cháu đằng sau cũng vái một nhá. Đấy, em mà vái hai thì con cháu đằng sau cũng vái hai. Đừng ai vái ba, vái bốn mới thành thừa. Đấy, cháu Nam Trầm đây hẳn ba nén nữa chẳng. Đấy. Đấy, nhớ là vái đỏ chứ đừng có vái em nhá. Để mai em còn về. Em đưa cụ sang đấy này, em cắm đất dựng xào xong này em về chứ em không ở với cụ được đâu. Nhớ nhà rồi, đi suốt từ hôm mồng 1 đã về đâu. Đang dự tính là đi từ mồng 1 tháng trước đến mồng 1 Tết mới về. Nhưng mà sợ thế bà não nhà nó đuổi. À, con Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào thế? Dù não à bà Tuyết ơi. Bổ ừ, cắm vào đây. Ờ. Sao này tao cũng mày. Bà này khéo thì có khéo nhưng mà thô quá. Vái thì quỳ lên chứ ai lại ngồi thế. Chết thật chứ. Nên bà tao cũng mày. Chết. Em chở đò từ bé nhưng mà chưa đấy ai lại. Ôi. Ừ. Đấy. Cháu Phú vào làm đi. Nào. Con Nam Mô Di Đà Phật. Mô Phật. Thế nào cứ vái em đấy. Một là cất đi thả dần. Bảo lãnh đạo ra cứ vái vào lưng bố thật được. Đấy. Chết thật. Ôm. Cụ năm nay 90 rồi. Con Nam Mô Di Đà Phật. Đều chưa? Đều chưa? Đều lắm rồi. Đều rồi à? Ờ. Đều rồi mà tiền nong cứ cầm vinh vích ở tay cái kia. Anh đây kim ký vì Việt Nam Quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố tỉnh Đán phường tổ dân phố số 3. À, này ông thần sông, này bà thần bến, này gia đình tiến chủ qua vong linh ngưng hồn cụ là Nguyễn Văn Hữu. Nay cụ hưởng thượng thọ 90 tuổi, nay đủ số quy tiên về chầu tiên tổ. Này à, vong linh hồn cụ Nguyễn Văn Hữu, nay hồn cụ ở gần ở xa, ở cây cao bóng cả ngã ba đường, hay ở trung ương hay ở Liên Hợp Quốc. Âm à, mau mau bước xuống mặt thuyền để âm chèo chở. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, đòi em khấn được rồi, giờ em khai quang. Nhưng mà tài thật, chuyến đoàn đợt này thế nào nó lại không
không rõ như cái chuyến đò cụ bà ngày xưa. Mà bỏ lòng con tiếc cháu thương vong ơi, vội thế hồn ôi hội hồn. Mà đại khai chi kinh mình như nhật thế giới chung này thời. Mà khai quang yên, khai quang mà khai quay. Đọa thôi bằng dây, tình đóng bằng hồ. Thuyền ở trên khô, thuyền không xuống nước. Không ngồi mà cho chắc, đừng có thắt mắc. Nhanh chậm mà làm chi, còn cháu đâu già kéo hòa đó. Đây đòi em khai quang sạch sẽ rồi, thế mời bà con gái và bà con dâu lên đây để quay đòa cho cụ. Nào bà ngoái ca chân à, thế được ngồi xuống quá đỡ vậy đi để còn kêu ngoái. Thế nào bà, bà ngồi hẳn xuống. Thế này quên rồi à? Ngày xưa bà cụ nhà bà như thế nào, giờ như thế? Ngồi hẳn xuống. Đấy, bà Hương nằm mẫu đi để cho bà con gái bà theo. Ờ, cất đi. Cất thì để vào đây này, chứ sau này moi mới móc. Quay như nào nhớ chưa? Giữ cái ảnh cụ. Đấy. Rồi, quay từ từ thôi. Cụ ngồi đây là để ý hết đấy. Ai mà cho cụ nhiều thì cụ phù hộ cho nhiều. Ờ, nếu ai mà cho cụ ít thì chỉ phù hộ cho đủ ăn đủ tiêu thôi. Ờ, nhá. Thôi em cũng chẳng nói nữa. Mọi cái thủ tục là các bác biết hết cả rồi. Em nói ra là cũng bằng thừa nhỉ. Ờ, thế nào đi nào. Ôi dồi ôi, chết. Thế nào, hai bà ngồi đây quay đòa nhá. Khóc cụ to lên. Thỉnh thoảng đưa cụ vào chùa nào thì cứ ới cụ to lên nhá. Nào hai con cháu đứng dậy. Cháu này kéo tụt quần em đi. Nào các đạo qua đây. Thế nào cháu Tuyến ngồi cứ đực mặt ra cái. Buồn lắm Tuyến ơi, buồn lắm. Rồi cụ cứ phù hộ cho cháu Tuyến nhanh khỏe chân. Rồi kiếm đi cô, để mà lo toan gia đình chứ. Em đến từ sáng này em cũng buồn lắm. Nào đi nào. Ôi dồ khoan đi nà ơi nài họ khoan đi. Đưa hồn đi cha, cháu con đưa hồn đi cha. 36 cảnh đèn chùa cho đi. Ôi cha ơi, xuôi thằng con đi đường, đưa cha về phố hương, cha về tôi, cha về tôi thăm chùa phố hương, đưa cha trở vào thuận đường, cha đường đi vào. Quan ý hội đại hòa quan cha giờ đây đi thăm cảnh nghỉ chùa, đưa cha đi thăm cảnh nghỉ đền về sông công, cha được nghỉ trở đi. Ôi cha ơi, tại đàn đưa cha vào, đưa cha vào phố cỏ nay đền nghỉ mẫu. Cha về tôi thị xã có phổ yên, đưa cha trở vào lục giáp, cha được nghỉ vào. Hỡi dù khoan đi, hỡi hò dù khoan đi, đưa cha về thăm đi, thăm các cảnh nghỉ chùa, đưa cha đi thăm các cảnh nghỉ đền. Từ phố yên cha được nghỉ trở đi, đưa cha đi
gặp nghĩ vào. Ôi dù quan thôi hò dù quan đưa cha về thăm đi thăm các cảnh nghỉ chùa, đưa cha đi thăm cảnh nghỉ thành có nói. Đường hai Tây Thiên cha được nghỉ vào, đưa cha về đền Hùng cha về thôi, cha về thôi Phú Thọ cha vào thăm, đưa cha trở về Phú Thọ thăm đền Hùng. Hỡi ý dỗ quan ý, hỡi ý hò dỗ quan ý, đây đây con cháu cha tiên đưa cha đi thăm đi chùa, từ đèn hôm nay cha được cho đi. Ôi cha ơi Hà Tây đưa cha về, đưa cha về Hà Tây, cha về tôi, cha về tôi thăm cảnh nghỉ chùa Hương, cha trở vào chùa Hương chùa Thầy. Ôi dỗ quan ý, hỡi ý hò dỗ quan ý, đưa cha về thăm bác thăm các cảnh nghỉ chùa, đưa cha đi thăm các cảnh nghỉ đời. Về Hà Tây cha được nghỉ trở đi, về thủ đô viếng lăng nghi bà Sơn, cha làm mỹ lệ qua phủ ni sang đất của Hà Nam, đưa cha trở vào tam chúc cha được đi vào. Xong rồi cha lại được tôi thăm đi. Ôi cha ơi cháu con lại đưa đó, cha được mấy cho đi. Ôi cha ơi bãi đính ở Linh Nghi Bình, đưa cha vào Tràng An nay bãi đính, cha về tôi cha tới mà thăm, đưa cha trở về bãi đính ở Linh Nghi Bình. Cha về Côn Sơn, cha về tôi,
sơn đưa cha trở về Bắc Linh thăm cảnh chùa. Chùa Bồ cha được nghỉ tới ngược thẳng lên làng Sơn đưa cha trở về làng Sơn lâm cảnh chùa. Chùa Đồng Phố cha lại về. Ôi dô quan đã ôi lại họ quan đi đưa hồn về cha, cháu quan đưa hồn về cha về Đồng Phố cha được đi vào. Xong rồi cha lại được tôi thăm đi chùa Phú Liệt đi, cháu quan đưa cha về xong cha lại về ra sàng cha lại tới, cha lại tới xương rồng cha về thăm mi quan đưa cha về ghé cạnh đèn xương rồng. Ôi dô quan đã ôi lại họ quan đi đưa hồn về cha, cháu quan đưa hồn về cha ghé thăm tôi thăm đi về phía thằng đi, cháu quan đưa cha về, đưa cha về chùa cả cha lại tôi xong cha lại về tôi chùa đán này quê hương ta, quan đưa cha về chùa đán quê hương nhà. Cháu quan đưa hồn về cha về quê hương nhà mình. Để sáng mai cha đã đi xa cha ra lời yên chốn đi mộ phần lời suối vàng đi mộ yên chứ mà mới. Ôi con cháu phải thương tiếc thì lẽ rồi phải đưa cha về phần đi. Ôi dô quan ơi là quan. Được rồi, hai bà xong rồi đấy, hai bà về đằng sau đi. Đấy còn ai mà chưa cho cụ thì cho nốt đi.
để em bán đò. Mà đò này đến bên rồi cụ vong ơi, hỡi khách bên đông sang mà nhận nay. Mà đò đi bằng dây bắn chẳng ai mua bắn người, bắn tự kỳ rồi đò trôi đâu nay có trách ngạ. Mà bạn đồng hành ngũ não bát tiên, vòng về cõi tình kinh thành ngạo hạ du. Đồng ca nhất tâm nhị vai lễ tất, mà cha về là về Tây Trúc nay là từ đây. Cháu con nay mà ở nãy mà để phúc dày, phúc dày phồn đi hoa. Mà xin cảm ơn con cháu của hồn nghề nay đã đọc mà viên. Mà xin chúc cho tất cả nay mọi người bình nghề an nay mà hạnh phúc nhà 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 nay ấm. Đồng ca nhị vai và chuyến đò nhập tiểu đoàn Nhật Hiếu xin được khép lại. Vâng, 100 đồng tiền công đồng tiền thưởng em mặt nhân đoàn Nhật Hiếu trân trọng được cảm ơn quý cụ ông bà quan khách gần xa, bà con nối xóm cũng như con cháu cụ vong. Vâng, giờ đây đêm cũng đã về khuya, đoàn xin được dừng kèn trống để cho